Xin chào, mình là Ringo. Chào mừng các bạn đến với Học cùng Ringo nhé. Học tên con vật cùng Ringo. Con vật sau đây nằm ở vị trí nào? Con vịt. Con vịt. Con hổ. Con hổ. Con voi. Con voi. Con gấu. Con gấu. Con mèo. Con mèo. Con heo. Con heo. Con thỏ. Con thỏ. Con sóc. Con sóc. Con gấu trúc. Con gấu trúc. Con gà. Con gà. Con bò. Con bò. Các bạn giỏi quá. Nào, chúng ta cùng ôn luyện lại lần nữa nhé. Con vịt. Con vịt. Con hổ. Con hổ. Con voi. Con voi. Con gấu. Con gấu. Con mèo. Con mèo. Con heo. Con heo. Con thỏ. Con thỏ. Con sóc. Con sóc. Con gấu trúc. Con gấu trúc. Con gà. Con gà. Con bò. Con bò. Hoan hô. Hoan hô. Các bạn đã nhớ hết mặt con vật chưa nào? Nếu chưa nhớ hết, các bạn xem lại video một lần nữa nhé. Chúng ta đã cố gắng rồi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo.